Bây giờ vẫn còn nhiều quốc gia nó có phong tục là xích tay vào nhau đó. Nhưng bởi vì càng ngày mọi thứ càng văn minh càng tiến bộ, cho nên người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ trang sức hóa những cái món xích đó và nó biến thành gì ạ? Biến thành vòng tay và nó biến thành nhẫn. Chính vì vậy cho nên là đeo nhẫn chính là thể hiện cho sự xiềng xích tâm hồn giữa hai người với nhau, kết nối với nhau đến cuối cuộc đời. Xin bài toán bán sản phẩm nhẫn cho Crush. Bán nhẫn cho Crush. À, mình thấy bán nhẫn mọi người hay live stream. Nếu mà bán hàng qua live stream thì các cái đồ trang sức, anh em hiểu không? Các đồ trang sức chúng ta rất là dễ kể cái câu chuyện, lồng câu chuyện ở trong bài bán sản phẩm. Còn nếu mà anh em bán đồ trang sức mà anh em chỉ bán một cái ảnh hoặc đoạn video thì rất là dễ người ta nghi ngờ, người ta sợ là bạn đang bán trang sức giả. Nhưng mà bạn hình dung như này này, tại sao nhẫn bán được? Nhẫn bán được là bởi vì nó có câu chuyện đi kèm nó. Nhẫn bán được là nó có niềm tin đi kèm nó. Và người ta mua cái câu chuyện đó, người ta mua cái niềm tin đó, cho nên người ta mới mua nhẫn. Nếu có niềm tin rằng là hai cặp vợ chồng đeo nhẫn với nhau thì sẽ đi với nhau đến cuối đời. Bởi vì cái nhẫn này nó tượng trưng cho cái xiềng xích. Đúng các bạn? Và người ta lại kể một câu chuyện là ngày xưa là mọi người lấy nhau không đeo nhẫn mà mọi người xích chân vào nhau. Nhưng mà xích tay vào nhau. Bây giờ vẫn còn nhiều quốc gia nó có phong tục là xích tay vào nhau đâu. Nhưng bởi vì càng ngày mọi thứ càng văn minh càng tiến bộ, cho nên người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ trang sức hóa những cái món xích đó và nó biến thành gì ạ? Biến thành vòng tay và nó biến thành nhẫn. Chính vì vậy cho nên là đeo nhẫn chính là thể hiện cho sự xiềng xích tâm hồn giữa hai người với nhau, kết nối với nhau đến cuối cuộc đời. Thì người ta mua nhẫn đâu phải vì cái nhẫn đẹp. Nhẫn đẹp thì bình thường thôi, nhiều nhẫn đẹp hơn. Nên người ta mua cái nhẫn cưới này này. Người ta mua vì ạ? Vì cái niềm tin đi kèm nó, vì câu chuyện đi kèm nó. Thế bây giờ bạn bán nhẫn là bạn bán niềm tin hay bạn bán câu chuyện? Hay bạn đơn giản là bán cái nhẫn trang sức? Thì dung bạn. Thì ở đây câu chuyện là anh em phải nghĩ ra câu chuyện và anh em phải tìm hiểu những cái niềm tin xung quanh đó. Rồi từ đó anh em mình đưa vào trong cái câu chuyện, nó càng thiết thực thì người ta càng thích mua. Đúng các bạn? Đấy. Ý em là bán nhẫn đó cho crush mà thu được cả tình lẫn tiền. Rồi anh em ơi, anh em đòi khôn hơn phụ nữ là một cái suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Các bạn hình dung như này, ở cuộc sống này mình thấy rằng là để mà lừa được một thằng đàn ông á thì nó dễ, bởi vì thực sự ra đàn ông toàn là mấy thằng trẻ con chưa lớn, chỉ có điều là đồ chơi thằng nọ to đồ chơi thằng kia thôi. Thì đúng các bạn, chứ còn để mà lừa được một cô gái hay lừa được một người phụ nữ, mình thật sự mình thấy nó rất là khó. Thật sự mình thấy rất là khó. Các bạn hình dung như này, cô 18 tuổi, cô yêu ông anh 40 tuổi. Thì bạn 25 tuổi, bạn khôn mà ông 40 tuổi không? Mà ông 40 tuổi đấy lại cho cô ấy vài bài học. Thì nghĩa là ông về sau là cô ấy phải khôn tương đương ông 40 tuổi rồi. Mà khôn tương đương 40 tuổi rồi sau lại gặp những thằng 25 tuổi như anh em mình, những cái trò anh em bày ra thật sự trong mắt cô ấy kiểu nó buồn cười, kiểu cho nên thành thử ra phụ nữ rất hay nhìn đàn ông như mấy thằng trẻ con là vì thế. Cho nên là theo mình thì để mà bán nhẫn cho lướt mà thu cả tình những tiền, không gì bằng chân thành, không gì bằng chân thành. Nếu mà bạn không chân thành thì ít nhất bạn cũng phải cái chân giữa hai chân của bạn ấy nó cũng phải cột, hiểu không? Không chân thành thì chân cột, anh em hiểu không? Tóm lại bí quyết là một là chân thành, hai chân cột. Đấy. Bạn cứ nắm được cả hai thì mình nghĩ rằng là bạn bán nhẫn hay là bạn buộc sợi chỉ vào tay thì nó cũng được thôi, có vấn đề gì đâu.